Fire, Gà Đốt Niêu. Liên hệ ngay 1800 088 839. Dạ, kính chào quý vị khán giả, kính chào bà con cô bác. Hôm nay là một cái ngày rất là đẹp nha, ngày 7 tháng 7. Ngày 7 tháng 7 năm 2021. Coi chừng đi đá cái bàn phía sau của anh ta kìa. Trời ơi, bàn cúng của anh ta đó. Dạ, hôm nay thì Color Man tới đây để dự cái lễ khai trương. Dạ, có tinh, có thiên, có kiên, có lành. Nay tới đây cũng khai trương để ủng hộ cho các bạn trẻ khởi nghiệp cái chuỗi gà đốt Niêu Chicken Fire. Dạ, đây là một cái dự án của các bạn, của cái team làm phim hoạt hình Xin Chào Bút Chì. À. Dạ, rồi. Quay ra mà vô ta. Ủa này quay ra mới vô. Không biết quay. Không biết quay ra quay vô. Cho khách vô đi, cho khách vô đi. Hãy xe cho chờ khách đi để cho giá chị vô mua đi. Ừ, cho vô đi. Vô thoải mái thôi, có gì đâu. Dạ, 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 chị cứ tự nhiên nha. Không tay không để đâu ra đâu. Dạ, chị. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, kính thưa quý bà con cô bác, rất là vui mới. Dạ, hôm nay là bây giờ này mới có 10 giờ, hôm nay nó là tiến hành qua đây để cúng khai trương. Dạ, thật ra thì chương trình bên cái cửa hàng thứ hai của Gà Đốt Niêu Chicken Fire đã đã đi vào hoạt động được một tuần lễ rồi, từ ngày 1 tháng 7 đến nay là 7 tháng 7 và còn ngày mai nữa là 8 tháng 7 là sẽ kết thúc cái chương trình khuyến mãi một tuần lễ hả. Hôm nay vẫn còn, ngày mai vẫn còn nha, hết ngày mai đó bà con vẫn được mua một con gà vẫn được tặng 50.000 nha, dạ được giảm ngay 50.000 đó. Gà đốt, gà nướng các loại là 359.000, giảm 50.000 là còn 309, còn lại còn gà lẩu á, các loại lẩu là có là lẩu gà lá é nè, rồi lẩu gà lẩu gà tìm bất hiểm nè, rồi lẩu gà sáu măng nè, rồi lẩu gà lá giang đó. Có bốn, trước mắt là có 4 loại lẩu đó thì 399.000 một con, giảm ngay 50.000 còn 349. Dạ. Rồi và trong cái chương trình ngày hôm nay bà con cô bác đến mua hàng tại đây hoặc là đặt hàng trên livestream này, đặt hàng hoặc là đặt hàng trong ngày hôm nay thì bà con bác cũng sẽ được nhận được những món quà cho nhỏ và rất dễ thương, đó là hai gói mì hoặc là một chai nước tương của Color Man nha. Rồi ạ. Anh chụp anh tấm hình. Dạ được. Lâu lắm mới có dịp. Dạ, ủa chị ở gần đây hả? Dạ, chị ở đâu? Ở Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh luôn hả? Trời, sao chị biết chỗ này hay vậy? Dạ biết chứ, nhà Bình Thạnh mà. Với lại đi làm Tân Phú mà cũng không có thay. Kính thưa bà con cô bác thì thực sự đây là một cái dự án mà của các bạn trẻ này, nhỏ nhỏ không à, nhí. Dạ, toàn là sinh viên, học sinh, rồi trong đó có các bạn chuyên làm phim hoạt hình. Đó, dạ đây. Đó, toàn là các bạn CC à, mà các bạn rất là coi như là rất là mạnh dạng đề xuất với Color Man là cho phép tụi em được, tụi con được làm một cái dự án khởi nghiệp là làm một cái chuỗi gà. Dạ. Ý tưởng thì cũng xin chia sẻ với bà con cô bác là ý tưởng thì cũng rất là táo bạo luôn. Mình các bạn chỉ nói thuyết phục Color Man một câu thôi là mình hỏi tại sao mà muốn làm Chicken Fire, nó già có cái món gà đốt xuất phát từ cái món mà gà đốt niêu đó. Thì xuất phát từ cái món gà đốt niêu mà các bạn thấy Color Man đi ăn ở dưới An Giang, ở dưới gà đốt Ô Thum á, siêu gà đốt á, thì các bạn thích quá, các bạn nói rồi sao mình ở Việt Nam mình có cái món, những cái món gà mà nó đốt, gà đốt vậy ngon vậy, rồi gà nướng vậy, rồi gà hấp lá trúc, có rất nhiều cái món gà mà mình chế biến theo cái khẩu vị của người Việt Nam mình đó quý vị các bạn, mà rất nhiều. Rồi cái ngay cái gỏi gà miền Trung thấy chú cũng ăn nhiều, thế sao chú không nghĩ ra là phát triển một cái chuỗi gà. Trong cái đó mình thì mình làm cái Color Man Kitchen rồi thì làm một cái quán ăn, rồi có bia có bọt, rồi nói chung là vẫn phục vụ cho khách ăn uống ăn nhậu là chính. Thế thì các bạn mới, các bạn nhỏ này mới xin phép là trình bày cho Color Man cái ý tưởng đó. Và tụi con muốn phát triển một cái chuỗi gà. Thí dụ như chúng ta thường nghe nói đến gà KFC, gà rán KFC hoặc Lotteria hoặc là Jollibee. Đó là những cái chuỗi gà của thế giới rất là nổi tiếng và rất là giàu, coi như là rất nổi tiếng rồi. Nổi tiếng và thành công rồi, nhưng mà bây giờ thì trên toàn đất nước Việt Nam mình toàn là những cái chuỗi gà đó của người nước ngoài không mà, thế sao mình không nghĩ ra một cái chuỗi gà nào đó của người Việt. Dạ thì đương nhiên là cũng có rất nhiều cửa hàng rồi, có nhiều cái thương hiệu của người Việt mình tạo ra rồi, nhưng mà đâu đó nó vẫn hình như là nó vẫn bị hơi bị na ná, nó vẫn hơi bị giống với lại các cái mô hình của Hàn Quốc là của Philippines là Jollibee, của KFC là của Mỹ phải không? Dạ, thế mình nói vậy. Thế thì các bạn nói tại sao mình không nghĩ ra một cái chuỗi gà ta của Việt Nam mình, gà ta Việt Nam mà khẩu vị của người Việt luôn. Mình nói nhưng mà làm sao mình có thể cạnh tranh được? Các bạn nói dạ không. Nếu mà mình quyết tâm mình vẫn làm được. Và các bạn thuyết phục cho Color Man một cái ý thôi là mình thấy rất là thú vị, đó là làm sao mà cái nguyên liệu làm được cái chuỗi gà mà vừa ngon vừa bổ dưỡng nè, vừa ngon vừa tốt, vừa bổ dưỡng vừa vệ sinh vừa an toàn, và cuối cùng là dịch vụ fast service. Những cái chuỗi gà mà của thế giới thành công đều là fast food, hầu hết đều là fast food, còn cái chuỗi gà này là không phải fast food, chế biến tại chỗ. Chứ không phải là fast food, chế biến tại chỗ thì nó sẽ nóng, nó sẽ thơm ngon, nó sẽ tốt hơn rất nhiều đó. Và gà ta thì lấy gà tươi mỗi ngày gà rất là đó. Và cái quan trọng nhất là các bạn đưa cho mình được một ý là làm sao để đưa cái gà sạch, gà ngon, gà bổ dưỡng, gà ta của người Việt mình với cách chế biến của khẩu vị người Việt mình, rất hợp với khẩu vị người Việt mình, và với một cái dịch vụ thật là nhanh chóng, không thua kém dịch vụ của fast food. Dạ thì đương nhiên là cũng mới khởi nghiệp thôi nên vẫn còn lạc choạc nhiều thứ lắm. Dạ vẫn còn chậm chạp lắm chứ chưa phát ra đâu. Dạ vẫn đang trên quá trình cố gắng là faster and faster, nhanh hơn và nhanh hơn, nhưng mà thực sự là thời gian gần đây là các bạn đang tiến bộ rất là nhanh. Chính vì vậy cho nên là nhận được cái sự ủng hộ của bà con cô bác rất là đông đảo đó. Bà con cô bác có thể thấy sáng ở đây rồi cũng có một số bà con mới sáng sớm là đã đến đây để mua take away. Và cũng rất tiếc là trong cái thời điểm này thì kính thưa với bà con cô bác là cái chuỗi gà Chicken Fire chỉ có phục vụ mang đi và delivery thôi, để đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch. Và cũng thông tin thì cũng bà con có biết, cũng bác cũng biết rồi, tình hình là sắp tới là rất nhiều nơi đang bị giãn cách, thậm chí phong tỏa. Ngay cả bên phía quận 7, phường Tân Thuận Đông của mình đang ở thì cũng đang bị phong tỏa luôn. Đó, chuẩn bị phong tỏa rồi, và ngày mai là có lệnh phong tỏa rồi. Thì nói chung là tình hình nó rất là, ở thành phố Hồ Chí Minh phải nói là đang bằng mình để chống dịch. Đó, cho nên là cái việc mà bảo phải làm sao để đảm bảo được 5K rồi cộng với vaccine, đó là cái chính sách, cái lời kêu gọi vận động của chính phủ. Đó, thì để hưởng ứng cái tinh thần đó thì nhưng mà vẫn thực phẩm, những cái thực phẩm thiết yếu, là những cái món ăn thiết yếu thì vẫn phải phục vụ chứ sao giờ. Cho nên là Chicken Fire buộc là cũng sẽ cố gắng làm sao để có thể chỉ có take away, chỉ có mang đi và delivery thôi. Không, bà con bác thông cảm. Còn sau này thì hết dịch một cái bà con mình là mình cũng sẽ ở đây có sẽ có. Đó, cái mô hình ở đây sẽ có một cái bàn, những cái bàn nhỏ nhỏ để bà con bác ngồi ăn nhanh được. Dạ. Còn ở bên 40 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7 thì bên đó thì quá lớn rồi, bà con bác có thể ngồi ăn gà nóng, để trong cái niêu, một cái niêu mà đốt lên ăn nóng giống như lẩu. Ngày hôm qua mà mình livestream mình bà con có xem á, là hôm qua mình là livestream bà con thích quá trời luôn, dạ, bà con mua quá trời luôn. Dạ, thì cũng hy vọng là làm sao mà chúng ta cùng nhau vượt cái dịch này, rồi 1-2 tháng nữa mọi thứ trở lại bình ổn thì chúng ta sẽ, dạ, mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Còn hiện tại bây giờ Chicken Fire gà đốt niêu của các bạn nhỏ này cũng chỉ xin phục vụ là take away, chỉ là mang đi và delivery thôi. Dạ, số điện thoại bà con cô bác nhớ nha, số điện thoại để gọi đặt hàng rất là dễ nhớ, 18000 888 39. Dạ, 18000 888 39, đó là số điện thoại đặt hàng. Rồi bây giờ mời bà con bác chúng ta đi lướt vào một xíu để mình xem này. Đây là các bạn trẻ nè, các bạn này là hầu hết là các bạn còn là sinh viên. Đó, là xì xì à. Chịu khó lắm luôn. Dạ. Đó. Đó, đang đóng được cái gói hàng đây, mình xin phép là hôm nay đã chút xíu nữa mình cũng đi giao hàng. À, ở đây là ở quận 2 là gà nướng cây xôi chiên nguyên con, 2 phần luôn. Đó. 2 phần mà 1 phần nửa con. Dạ. Còn gà đốt Campos là nguyên con, 2 phần luôn. Oh wow. Đó. Gà nướng cây xôi chiên rồi. Đó là đây khu vực trong nhà bếp. Đó, nhà bếp là rất cơ động rồi. Bà con bác nhìn thấy cái dáng dấp này là cái dạng dáng thật sự là đây là những cái nhà bếp mà bếp mở theo kiểu của nước ngoài. Đó, bà con bác cũng thấy ha. Mở rồi mình có thể nhìn các bạn này đó. Bà con bác đứng ở đây mà order thì các bạn bà con bác có thể nhìn thấy nè. Đó, ở đây là các cái gia vị để ướp gà nè. Đó. Đây là các cái gia vị để ướp gà nè. Đấy. Rồi bên đây các bạn này đang chiên phô mai nè, gà viên phô mai đây. Đó. Dạ, hôm nay thì mình xin phép không có vào trong để cho đảm bảo vệ sinh cho các bạn ra làm việc. Đó. Rồi trong đi vào sâu chút xíu nữa là có cả một cái câu chuyện luôn. Đó, Chicken Fire gà đốt niêu đó. Dạ. Thì nói gì nói, Color Man có nằm ở chính giữa này, nhưng trên thực tế là coi như là mình là chị là cái người mà ủng hộ cho các bạn. Và đây là dự án khởi nghiệp của một cái bạn, có một cái nhóm gọi là Xin Chào Bút Chì. Và cái nhóm làm phim hoạt hình Xin Chào Bút Chì đó mà được các em nhỏ rất yêu thích. Chút xíu nữa comment sẽ dắt bà con cô bác ra xem các cái phần quà của các cái quà tặng, các cái merchandise, các cái thứ mà những cái vật dụng đồ chơi đồ do các bạn team Xin Chào Bút Chì làm là bà con nhớ liền. Mấy em nhỏ thích lắm. Đó. Dạ, ở đây là có đây các bạn này coi như là mời tới 1 2 3 4 5 6 7 người là đại sứ thương hiệu. À, ghê chưa? Dạ. Nhưng mà 3 đại sứ thương hiệu này là không có trả tiền. Dạ, cái này cũng nói thiệt luôn, coi như là hỗ trợ cho các em. Lời gồm có Color Man Cương Dừa nè, bà xã mình nè. Còn trên là diễn viên Tường Vi nè, rồi Hoài An nè, rồi Hồ Bích Trâm nè, rồi Ngô Phương Anh là những cái diễn viên rất quen thuộc trong bộ phim Bánh Mì Ông Màu. Thật sự thì các bạn này rất là vui khi mà hợp tác với các cái dự án như vậy. Chicken Fire Town rồi, Chicken Fire gà đốt niêu ha. Đó. Rồi bên đây thì thực đơn thì mình cũng xin lướt lại một chút xíu thực đơn để cho bà con cô bác nắm nha. Dạ đây. Ăn vặt thì có gà viên phô mai đó, gà viên phô mai nãy đó là 45.000 một phần. Cánh gà nướng mật ong sa tế 29.000 một cái, chân gà nướng mật ong sa tế 24.000 một cặp. Tim gà nướng mật ong sa tế 24.000 một xiên, thịt gà xiên nướng mật ong sa tế 24.000 đồng một xiên. Về gà nướng mật ong sa tế 24.000 đồng một xiên luôn. Đặc biệt là cái chân gà bà con bán nhớ nha, ở đây có cái món chân gà huyền thoại lắm mà bán rất là bà con rất là thích, đó là chân gà sóc xoài 80.000 nửa ký, 150.000 một ký. Đó, chân gà tứ xuyên, rồi ôi cay mà ngon lắm luôn bà con bác ơi. 99.000 nửa ký, 189.000 một ký. Chân gà hấp tàu xì 99.000 nửa ký và 189.000 một ký. Chân gà sốt Thái và cũng 99.000 nửa ký, 189.000 một ký. Như vậy là cái ba cái khúc dưới là ba cái khúc chân gà dưới thì đồng giá. Đó. Còn khúc chân gà sốt xoài nó rẻ hơn chút, tại vì nguyên liệu nó rẻ hơn. Đó, còn bên đây thì còn có combo ăn vặt nữa. Mấy cái món này mình tin chắc là bà con bác sẽ rất thích nè. Combo ăn vặt 169.000, gồm có 3 cái xiên, 2 cái cánh và 2 cặp chân. Combo ăn no là 511.000. Đó, một phần gà nửa con, một cái lẩu nửa con, một nước ngọt. Combo ăn cả nhà là 639.000, gồm có một phần gà nửa con, một lẩu nửa con, một gà viên phô mai, 3 xiên, 2 nước ngọt. Đó. Mình điểm qua vậy cho bà con bác nghe thôi ha. Rồi, vô đi cưng. Rồi bên đây thì gồm có cơm nè, cơm gà hấp, đó, cơm xôi. Cơm gà hấp là 48.000, cơm gà nướng là 48.000 luôn, cơm chiên gà xé là 48.000 luôn, cơm gà mắm tỏi. Cơm gà mắm tỏi 48.000, xôi đùi gà mắm tỏi 48.000. Đó. Lẩu gà tề mớt hiểm nửa con là 279, nguyên con là 399.000. Rồi lẩu gà lá giang 279.000, nửa con cũng 399.000 luôn. Đó. Rồi rồi Thanh Xuân Nguyễn đặt luôn gà nướng cây xôi chiên, đặt trên đây luôn số điện thoại luôn kìa trời ơi. Lẩu gà sáu ăn là 279.000 và một con là 399.000, lẩu gà lá é là 279.000 và nguyên con là 399.000. Có đơn nào không chú đi à, quận 2 hả? Rồi quận 2 người khác đi. À. Hình như hôm qua nói có cái đơn nào cho chú á. Đó, còn cái đó là gà lẩu gà nha bà con. Còn gà nướng nè, gà nướng mật ong. Gà nướng mật ong là 239.000, nguyên con là 359.000. Gà nướng cây xôi chiên là 239.000, nguyên con cũng là 359.000. Gà đốt compost, gà nửa cũng vậy luôn. Đó, gà đốt, gà nướng thì đồng giá hết, 359 một con, nửa con là 239. Còn lẩu thì 399. Đó, mà nửa con là 279. Dạ. Áo đẹp quá. Dạ rồi, ở tại cái cửa hàng này cũng có một cái quầy của Color Man Food, các bạn có bán nước tương, nước mắm này, một số sản phẩm thôi, nó không có đầy đủ giống như ở Foodmart, ở cái Color Man Foodmart, cái siêu thị mini của Color Man. Nhưng mà bà con bác vẫn có thể mua những cái gia vị thiết yếu ở đây được. Dạ. Ở đây đó, nhóm Xin Chào Bút Chì là ai và xin giới thiệu ở đây bà con bác, đây nhóm Hi Pencil đó. Đây là những cái sản phẩm của các bạn làm và chắc chắn là với các bạn trẻ là các bạn trẻ sẽ rất là nhớ. Rồi. Đó, Hi Pencil đó, dễ thương chưa? Đó, ba lô, túi xách. Đó, đây chú gấu nè, bút xanh nè, bút đỏ nè, bút vàng nè. Còn anh Bút Chì đâu không thấy, à Bút Chì nằm trong. Dạ đây, đây anh Bút Chì đây. Đó. Đây là một cái nhân vật, một cái character mà các bạn trẻ, các bạn nhỏ rất là thích luôn là con các bác. Đấy. Dạ kính thưa quý bà con các bác, đây là một ít phút những hình ảnh của một ngày buổi sáng, nhật ký Covid mùa thứ tư của Color Man, buổi sáng ngày 7 tháng 7. Năm 2021 và là ngày thứ 38. Nói chung là không biết như thế nào, lo lắng thật sự là bắt đầu biết lo lắng là gì rồi bà con khác, nhưng mà thôi thì cố gắng anh em cùng nhau đoàn kết, cả công ty của Parliament cũng vậy, các thầy trò bây giờ sẵn sàng hết. Bây giờ không sản xuất được thì bây giờ cũng phải tính toán như thế nào, không làm nội dung được thì thầy trò cũng buông nhau ra rồi đi bán thực phẩm, rồi đi bán gia vị, rồi thậm chí là giao hàng. Rất nhiều anh em của bên công ty của mình là các bạn đạo diễn, các bạn quay phim, rồi luôn cả các bạn sản xuất, biên tập, thì các bạn nào cũng xin xung phong là nơi giờ cho tụi em, nếu cần gì rồi cho tụi em đi giao hàng phụ với tất cả các anh chị em. Cho nên sắp tới chắc mình sẽ có một cái đội ngũ shipper rất là hùng hậu trong nhà. Dạ, bà con bác thân mến, mà rất mong bà con bác ủng hộ cho cái dự án chuỗi gà gà đốt niêu Chicken Fire của các bạn trẻ của Xin Chào Bút Chì, của các bạn trẻ của xưởng phim một hình Xin Chào Bút Chì khởi nghiệp nha. Dạ, cảm ơn quý bà con bác đã quan tâm theo dõi, và đừng quên hãy điện thoại đặt gà cho chúng tôi. Số điện thoại rất dễ nhớ 18000 888 39. Dạ. Chỉ mà hy vọng rằng là sẽ cố gắng làm sao để có thể phục vụ bà con, đặc biệt là không chỉ là trong cái mùa này, kịp thời trong cái mùa Covid này, mà còn qua mùa dịch rồi thì tất cả mọi thứ hy vọng là sẽ trở lại và sẽ phải mang đến những cái món gà ngon, sạch, bổ dưỡng và dịch vụ phục vụ thật nhanh, giao hàng thật nhanh đến tất cả quý bà con cô bác. Rồi chúc cho team Hi Pencil Xin Chào Bút Chì khởi nghiệp thành công với cái cửa hàng thứ hai nha, và cũng đang rất là háo hức để chờ đón tiếp tục cửa hàng thứ ba của Hi Pencil, của Chicken Fire Gà Đốt Niêu ở tại 142 Lê Đức Thọ, Gò Vấp. Đó là chi nhánh thứ ba, cửa hàng thứ ba. Như vậy thì bà con Gò Vấp cố gắng chờ chút xíu, Gò Vấp Thủ Đức sẽ có cửa hàng thứ ba. Dạ. Rồi các bạn này trẻ sung lắm, mà mình thấy các bạn sung mà làm được, nên comment sẽ cố gắng ủng hộ cho các bạn trong vòng từ giờ tới cuối năm. Thử xem coi làm nổi 10 cửa hàng Chicken Fire trên toàn thành phố Hồ Chí Minh hay không nha. Rồi chúc cho các bạn một nữa, chúc cho các bạn team Hi Pencil và dự án Gà Đốt Niêu Chicken Fire thành công, vượt bậc, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Rồi, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi cái video này. Còn sau bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi, coi như là đi giao một cái phần cho các bạn ở đây, một cái phần quà, rồi một cái khách hàng rất là thú vị. Hôm nay hình như có cái sinh nhật của bạn nhỏ, năm nay bạn mới có 4 tuổi thôi mà đặt gà ở đây. Mình cũng đang nghĩ tới một món quà nho nhỏ để gửi tặng cho bạn ấy. Bà con bác đón thêm cái video kế tiếp nhật ký Covid ngày 7 tháng 7 năm 2021. Rồi, cảm ơn bà con bác đã đang xem 400 người, 400-500 người đang xem livestream của Color Man trên Chicken Fire Gà Đốt Niêu. Chicken Fire Gà Đốt Niêu, liên hệ ngay 1800 088 839.